Moments later. Từ từ thôi, bình tĩnh. Tự nhiên chiến thắng về đây. Tự nhiên chiến thắng sao đi về? Một bên mèo. Chuẩn bị thua đi về đó. Mèo là bây giờ nó đặt hắc não lắm đó em. Tiến tới là đặt dưới chân đó. Trời ghê chưa? Mèo thì thấy có các bạn ạ. Sự là cảm giác mèo nó phải bình ấy. Anh xưa nãy giờ lũi cho người, cho tôi vui cái dế mà. Anh lũi cho mùi để ghép lực cho người ta em hiểu không? À, tức là bản thân kỹ thuật không thể ăn ở đâu hết đúng. Nhưng mà người ta thường chán vào tâm lý. Em lên chơi mèo cho anh về. Vâng. Quấy là nãy giờ. Em thích chơi với anh quay phone không ạ? Được. Nè tôi đầy mỏng rồi tôi lên nè. Chị ơi dạ, à, anh ơi dành dạ, mặt em ngay trên live stream luôn kìa. Trên nốt sâu luôn kìa. Anh đây dành mặt em là anh hạ gục như ta luôn. Đây, đây nè. Tôi lui em ơi, lui em ơi. Mèo 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 mèo. Lui lui lui. Trời ơi, tì lui lui. Đó rồi, chạy đen ơi. Anh ơi, còn một tí nữa. What? Nuôi em, nuôi mèo nè. Hay quá. Em về đi. Anh nói tại cái cả, không được kìa. Đúng không? Em về đúng không? Đúng không? Mèo đâu? Mèo đi về rồi, mèo đi về rồi. Ok, luôn. Ôi, người ta băng trầu à. Không, mình không về được, về là mất trầu, Em hết mình nè rồi. Chết tôi ơi. Chết tôi ơi. Đi. 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 Đi